Chào các bạn, mình tên là Đàn Dương Hồng Hải. Năm nay mình 19 tuổi, mình học dự tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa nhận được visa du học vào hôm qua. Đến bây giờ thì cảm giác của mình rất là vui. Tối hôm qua tới giờ vẫn cứ ngồi ở nhà không ngủ được và cứ ngồi ở nhà hát hoài luôn. Sau đây thì mình có một vài lời khuyên dành cho các bạn để phỏng vấn đi du học Mỹ. Trước đó thì mình cũng giống như là chưa biết cái gì về du học Mỹ hết. Tình cờ thì đi chung với một người bạn để giống như là biết thêm về du học. Trước đầu cũng chưa có ý định, nhưng mà đi chung với bạn thì sau đó thì bạn không có quyết định đi nữa mà là mình. Thì nói chung là quyết định đi du học thì cũng là một cái may mắn của mình. Trước đầu mình không biết gì hết thì mới vô biết được công ty du học dân đảo Tân Đại Dương. Thì mới giống như là các chị, anh chị hướng dẫn cho mình từ đầu tới cuối luôn. Lúc đầu trước đó mình không biết gì hết luôn. Thì nhờ có lúc đầu thì vào thì gặp chị Kim, sau đó là học cùng với thầy Khôi. Thì thầy chỉ rất là tận tình. Điều mình thích ở công ty là thầy sẽ cho học sinh giống như là tự tìm để tự biết, chứ không phải là bên kiểu như là không phải kiểu rập khuôn. Thì cái điều đó giống như là mình rất là thích ở công ty, tại vì nó tạo cho mình cảm giác yên tâm, và khi mà mình tự tìm hiểu thì giống như là mình biết được nhiều hơn là so với kiểu mà có người khác nói cho mình biết. Quá trình học phỏng vấn thì mình học khoảng 3 ngày. Sau đó thì về soạn xong đưa cho chị Kim, thì chị sửa lại cho mình rồi với lại dịch ra tiếng Anh. Rồi sau đó tại vì mình chưa có bằng tiếng Anh cho nên mình học hết. Thì sau đó thì sau khi học với lại nắm vững các ý trong khi phỏng vấn thì mình lên trả bài, thì ấn tượng lại với anh Ân, tại vì anh Ân có thể giống như là thấy được những cái điểm yếu trong cái câu hỏi của mình, thì và anh đã sửa. Sau lúc mà mình đi phỏng vấn thì trước đó thì cũng rất là hồi hộp, coi như là hôm tối hai hôm không ngủ được, cứ thức tới 3-4-5 giờ sáng, không phải không ngủ mà là rất là buồn ngủ, nhưng mà tim mỗi lần cứ nghĩ tới là tim cứ đập nhanh, rất là sợ. Nhưng mà lúc mà trước khi bước vô đại sứ quán thì cái không khí thì giống như là mình cảm thấy tự tin hơn, không biết tại sao. Thì đại sứ quán thì cũng không có làm căng mình lắm, thì cứ mình cứ chuẩn bị hết rồi xong bình tĩnh giữ tâm lý tự tin. Thì nhưng mà để ý là khi nói chuyện thì đại sứ quán ít khi nhìn thẳng vào mặt mình, nên cũng không có cái gì mà gọi là mất bình tĩnh hết. Thì các câu hỏi mà lãnh sự hỏi thì tất cả luôn thì đều đã được bên công ty hướng dẫn. Tại vì bên lúc mà học thì bên anh Khôi hướng dẫn rất là từng ly từng tí, đưa ra những dẫn chứng mà thuyết phục, nên khi mà phỏng vấn thì mình cũng không có lo về vấn đề đó quá. Lý do mình chọn Mỹ du học tại vì Mỹ, giáo dục của Mỹ rất là phát triển, và Mỹ rất là phù hợp ngành dược, bởi vì nó sản xuất dược trên nhiều nhất trên thế giới, và bằng cấp của Mỹ rất là được ưu chuộng tại Việt Nam. Qua đó em sẽ học Sanana College. Đó là trường có chương trình, là một trong top 20 trường có chương trình giảng dạy đại cương tốt nhất Mỹ, và nó cũng có ngành dược mà mình theo học. Bây giờ có visa thì mình có lời khuyên dành cho bạn, thì trước khi chuẩn bị hồ sơ thì phải chuẩn bị thật kỹ càng, giống như là tốt nhất là nên nghe theo lời các anh chị bên công ty Tân Đại Dương, tại vì các anh chị ra rẫn lời khuyên rất là đúng, tại vì sau khi mình trải qua thì mình thấy anh chị nói câu nào cũng đúng hết. Trước khi đi thi thì nên chuẩn bị một tâm lý tự tin, tại vì khi mà vô thì cũng không làm gì quá khó. Lúc đầu thì mình cũng rất là run, nhưng mà khi mà vô rồi thấy không khí rất là bình thường, thì nói chung là mình cứ giữ vững tâm lý và trả lời tốt các câu hỏi, trả lời một cách rất là to rõ, không cần biết là người xung quanh là bên cạnh ai, mình cứ trả lời to thì bên lãnh sự thì nói chung là thì cái điều đó sẽ tốt hơn cho việc bên lãnh sự cấp visa cho mình. Nếu như bạn nào chưa biết cách chuẩn bị hồ sơ thì mình nghĩ là các bạn nên tới công ty du học Tân Đại Dương, bởi vì ở đây các anh chị làm việc rất là nhiệt tình và thầy giảng dạy cũng rất là kỹ lưỡng và tinh tế, thì chung là cách học thì mình thấy rất là hiệu quả, nên mình khuyên bạn nếu mà muốn đi du học mà vẫn chưa biết chuẩn bị hồ sơ như thế nào thì nên đến công ty du học Tân Đại Dương. Nếu mà mình làm hồ sơ công ty thì lúc đầu thì có hơi nghi ngờ. Cái đó là gần như là tâm lý chung luôn, tại vì với một số tiền thì bố mẹ mình thì lúc đầu cũng lúc nào cũng gọi lên hỏi là có đáng tin tưởng không.
Thì lúc đầu mình cũng hơi nghi ngờ, nhưng sau đó thì tìm hiểu sâu thêm về công ty thì thấy công ty cũng đã từng lên TV, cũng lên TV, cũng nằm trong giống như là có uy tín trong việc xin visa và hướng dẫn cho học sinh làm thủ tục và du học, cho nên là mình rất là yên tâm. Thì cuối cùng thì mình chúc các bạn chuẩn bị xin visa hoặc là có dự ý định du học Mỹ sẽ hoàn thành tốt các thủ tục xin visa và có thể lấy được visa từ Đại sứ quán Mỹ.